Chào tất cả các anh em nha. Chào anh em đã quay lại kênh máy đầu Hyundai miền Nam. Hôm nay mình đang có mặt tại cảng Phú Mỹ và đi Vũng Tàu để bàn giao con máy xúc lăn HL730 19H. Kỹ thuật mình đang cho xuống máy để cho bên khách hàng nghiệm thu. Con 730 này sử dụng gầu là 1,8 khối. Trang bị động cơ là Cummins VSP 4.5. Tiêu chuẩn khí thải là Euro 3 với cái công suất cực đại là 125 mã lực tại 2001 vòng 9 phút. Con này thì trọng lượng của nó là 9,7 tấn đó, anh em. Kích thước thì dài là 6,9 m, rộng là 2,45 m, cao là cái chiều cao mà khi mà anh em nâng cần lên tối đa là 4,850 m. Tính từ mặt đất lên, máy xúc lật này sử dụng bánh lớp là 17,5 trừ 25. Máy là máy mới nha anh em, máy mới đập hộp, máy hàng. Thì trên thị trường hiện tại nó có nhiều loại máy xúc lật lắm, nhưng mà Hyundai thì hiện tại nó có máy hàng và máy liên danh. Máy liên danh là máy tương đương là máy 630. 60 là gầu 1,7. Con này 730 là máy hàng. Thì để mình nói sơ bộ qua để cho anh em nắm được cái con máy này công suất bao nhiêu, nó sử dụng gầu bao nhiêu, chiều cao, kích thước, động cơ gì. Nói sơ qua cho anh em tham khảo. Để mà anh em khi mà chọn lựa mua máy á, anh em chọn lựa phải chọn lựa là theo cái mục đích công việc của mình, chứ đừng nên ham rẻ. Ví dụ như bây giờ công việc của mình mà nó làm máy về nó làm việc từ 8 tiếng đầu lên thì mình nên chọn máy hàng. Còn nếu mà làm những cái vật liệu xây dựng á, như lâu lâu mình có khách hàng đặt cát hay là ấy, mình xúc mình bỏ lên xe thì cái giờ hoạt động của nó một ngày không có bao nhiêu, thì nên mà cái đó là mình muốn nhanh cái vốn thì mình sử dụng con máy liên danh. Còn về sử dụng về lâu về dài gọi là ăn chắc mặt bền thì nên mình nên lấy máy hàng. Thì cái máy hàng mình có bán cho công ty Cám Con Cò ở Hậu Giang á, hoạt động là 24/24, dẫn con này nè 730, hoạt động một ngày là 3 ca, là 24/24. Mình giao con đó cách đây cũng hơn 3 năm rồi nhưng mà chưa có vấn đề gì xảy ra, chỉ việc là tới giờ là bảo trì bảo dưỡng, đổ dầu và chạy thôi, chưa có hư hao chưa gì hết. Bởi vậy tùy theo cái nhu cầu công việc của anh em nhiều hay ít mà mình lựa chọn. Mình muốn nó chất lượng thì mình sử dụng là máy hàng, còn mình sẽ muốn lấy nhanh lấy giờ vốn thì mình sử dụng máy liên danh. Thì kỹ thuật mình đang hướng dẫn cho tài xế cái cách vận hành cũng như là những cái mà nút điều khiển phía trên cabin. Cái anh phía sau này đội nón trắng á, là anh này là bên kỹ thuật. Mình tí nữa xuống dưới là bên thợ mình sẽ hướng dẫn cho ảnh là về coi cái định mức của dầu thủy lực nè, rồi kiểm tra dầu nhớt này họ thường xuyên hàng ngày. Trọng lượng của nó 9,7 tấn. Khi mà hướng dẫn xong xuôi cái phần cho tài xế xong thì anh em sẽ xuống và kiểm tra xung quanh máy, coi máy, kiểm tra số khung số máy coi có đúng như trong biên bản bàn giao hay không, rồi kiểm tra có chạy xước gì hay không. Đây nè. Con máy này trang bị máy lạnh đầy đủ nha. Sử dụng 3 ti. Cần nó là sử dụng 3 ti. Gầu nó không phải gầu găng, gầu là lưỡi chứ không phải là gầu găng. Rồi, cảm ơn anh em đã xem hết video của mình. Thì anh em nào có nhu cầu về máy xúc lật nè, máy xúc lật mới nha,
súc lật cũ mình không có, mình chỉ có máy súc lật mới thôi, rồi máy đào, máy cuốc, bơm rồi thì cứ liên hệ mình, số điện thoại mình là 0909 cho anh em nghe tiếng động cơ 091. Thì mình tên Mỹ, anh em nghe động cơ không? Im lắm. Rồi, chào tạm biệt anh em.